mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Wendy của nhóm Red Velvet hiện đang ở bệnh viện và đang được điều trị. Tin tức gần đây đã làm cho tiêu đề nói rằng Red Velvet Wendy đã bị chấn thương nhiều lần trong năm 2019. SBS Gayo Daejeon và hiện đang ở trong bệnh viện để tìm cách điều trị. Theo nguồn tin từ FM Entertainment, trong các buổi tập luyện cho màn trình diễn cá nhân của cô ấy cho năm 2019, SBS Gayo Daejeon Wendy đã ngã từ trên sân khấu và bị chấn thương kéo dài. Họ tiếp tục giải thích về vết thương của cô bằng cách tuyên bố: ngay lập tức, Wendy được đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng và cô ấy bị thương ở mặt và gãy xương chậu cùng cổ tay bên phải cơ thể. Cô ấy đã được điều trị khẩn cấp và hiện đang chờ kiểm tra bổ sung. Họ kết luận rằng khi sức khỏe của cô ấy đến trước, chúng tôi sẽ tập trung vào việc điều trị cho cô ấy. Cư dân mạng đã phản ứng với những cảm xúc khác nhau, nhưng vốn mối quan tâm hàng đầu về Wendy. SBS điên. SBS phải xin lỗi, giải thích và chịu trách nhiệm về việc này. Tôi hy vọng bạn không phải lo lắng về sân khấu và sẽ sớm khỏe lại. Tôi cảm thấy rất là lo lắng. Xương chậu rất khó bị phá vỡ trừ khi gặp tai nạn xe hơi hoặc bị ngã. SBS, bạn phải xin lỗi và chịu trách nhiệm hoàn toàn điều này. Tại sao cô ấy bị thương nặng như vậy? Ban tổ chức đang làm gì? Làm thế nào một buổi tập cho không nói nên lời có thể gây ra những chấn thương như vậy? Mặc dù không có những bước nhảy mạnh mẽ, rất có khả năng thiết lập giai đoạn là sai. Xin hãy vui lòng cho chúng tôi một tuyên bố thật rõ ràng. Không phải đó là một chấn thương nguy hiểm hay sao? Cho một ca sĩ nhảy hay sao? Tôi không nghĩ điều này nên kết thúc bằng một lời xin lỗi. Cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất đến với Wendy để phục hồi nhanh chóng và đầy đủ nhất.